our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Cơm chiên Tây Bắc có thể làm sao? Sốt vàng. Cơm cố. Shit. Cái anh chúc phở thơm ngon nha, lạ nha. Phở ngon, phở ngon. Khách sạn Hoa Cương này ăn sáng không? Trả tiền phòng ăn sáng luôn à. Bánh cuốn. Mình cho bánh cuốn rồi. Bánh cuốn.
Trời ơi, con cũng bình thường đó. Con cũng cố gắng. Cũng là nhà hàng nấu ăn được dữ không? Đều. Tôi thử còn nhiều món. Thất ban cơ. Lòng sốt màu. Em trái cây. Cà phê sữa, bạch xỉu. Cà phê mai uống. Sữa bỏ vô, được. Cái tô nhà hàng này tiếp đãi cũng rất là ok nha. Đơn giản nhưng mà ngon. Lần tới Tây Bắc mà không ăn trứng gà là ổn. Trứng gà đây nó ngon, ngon gấp 10 lần trứng gà Mỹ. Trứng gà ngon chưa? Đây là 8 giờ kém 15. Chưa hết rồi. Tinh hóa nó sai đấy. Không, nó kỳ đấy. Sợi đen đen cơ. Tinh hóa là cái loại đen đen mà nó có đây, cái loại có sợi đỏ đấy. Sợi mịn đấy. Sợi mịn đấy. Cái loại này là 1.5 kg đấy. Bán đầu ém nữa kìa. Yeah. Tuyệt vời đó. Bay thế cơ, nó có bay luôn cái scam của tôi, bay mà fly cam của tôi không? Quay này trước kìa hả? Wow, đẹp quá chưa? Dưới là có nước đập thủy điện. Có lẽ cái bên xưa nhìn mờ rất đẹp, rất đẹp. Đẹp chưa? Bây giờ tới Hà Giang là phải thử cái đẹp như vậy nè. Đây người ta gọi là dạng địa hình đá xâm nhập. Anh kiểu.
giờ? Nó mưa à? Em không bớt nó đâu nhá, em bớt cho chị nhiều quá rồi. Nó mưa mà em bán nó chỉ 140 đấy. Có mua không phải lần không? Dạ. Ba mua rồi thì anh mới mua, mua cái đó là 10 lít rồi đó. 10 lít chiều một thang nha anh ơi, cái này anh chỉ việc đổ ra cho vào luôn thôi. Có cái đó. À 140. Ừ. Nè, 500 nè, 600 nè. Mang bao nhiêu tiền? 200. Ờ. Tổng 500 chứ. 200 nè. 200 nè, 300 là 5 nè, 140 là 640 đúng không? Cái này 200 hả? 300. Cái này 300. Ủa. I feel like we drink that water. Bến xe kia nó chở xuống. Mà đứng vô. Vô. Một khách đấy không phải. Một bé lái xe mà. Hả? Một bé lái xe mà. Một xe. Bảy người, một dẫn, một lái. Không. Một dẫn, một lái. Tám hả? Ừ, bảy khách, một lái, một dẫn. Không bao nhiêu chưa? Don't you guys? Done? What about? I want to see the pictures. Wait, it's a moment, guys. Look where the car at. This is a fire picture, Norman. Thấy gì chụp hết luôn rồi sao? That's fire. Cheese. One more. Cheese. Hey, do you want a DTI? Take a gun tiger. Oh yeah, I'll do anything.
Could you explore that cave? And there's a quick jet. Now do this. Yeah. Rồi, mới đỡ lên trời. Để cho mấy nó nhỏ xuống. Ok, tới ai đâu. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. I have this one here. Yeah, I'm playing with that. Norman, here, I'll pose you. Take pictures. Now do this. Do this. I got you. Who's your phone? Do what? Do this. Both. Like this. What? This. There you go, Norman. Hurry up so they can take a picture. Last night. It's Alex. Get it? Alex. Oh. Hurry up. I'm waiting. Yeah, I'm done. Air drop. Đẹp luôn. Quay xuống đây chỉ có nhiêu đây thôi, chạy 10 tiếng đồng hồ xong lên xong xuống. Chỉ có cảnh này thôi đó. Xuống đây đi 10 tiếng nữa lên nó xuống này mới tới được cái cảnh này đó. Ai mà yếu thì đừng có đi tới đây nè, không nổi đâu. Nào quay tới đây nào. Đây, mấy giờ giờ đã ngã ngửa hết rồi. Còn phía trước nữa thôi, cái này hết luôn mà. Thank you.
Yeah. Anh quay đây. Rồi đây. Rồi, 1 2 3. We did. Ngon quá vậy. Cá thịt hổ. Đây là gì? Quên ở đây hả? Chà giò. Ở đã sẵn rồi. Có gì đó quên rồi em, có gì quên rồi. Cho anh ly bò cụng đi, cho anh ly rồi uống rồi. Cho anh không có gì uống cho nó khơi. Bò cụng đi. Bia hả? Không, đi xe uống bia bò cụng á. Màu vàng á. Đúng rồi. Rồi gờ cái đem lên em sao. Chúc cái cả nhà dùng cơm cho dễ nha. Quên cái lợ. Hả? Một túi cho bà ngoại nè. Túi của má đó, túi sạch sống á. Bác có bóp không? Bác có bóp không? Bác bỏ hai chai của má vô chuẩn bị. Hai lần còn chén mình đó không? Hai lần chén á. Bô. Hai giờ lớn rồi, giờ hai biết to lấy cơm cho ba rồi. Ok. À được rồi. Thank you. Cái này là canh cái gì đây? Cái cột đơn. Thank you.
yếu sinh lý, ngâm rượu đã có cây mũ từng xâm xuyên đá cao nguyên Hà Giang. Trà hoa vàng cao nguyên đá Pin Hoa Trà Lạp Xưởng. Rau khô bò khô gác bếp 300.000 một túi, túi này là 250 gram. Sum tàu bò khô gác bếp 600.000 một túi, chia 250, cái này 600 một túi, 500 gram. Cho ăn thử. Chấm xéo. Lâu. Cô mua cho các bếp này về con gái mua về cho bà mua vậy. Bao mua vậy? Selling this? Tea? You buy tea for Hồ Dông? Ba của bên đó. Một cái hộp tea về gift. Just pick one anyone. I show you. I think Chinese people like tea. Chinese people like tea. Đủ hoa tâm thức. Bạn còn có đi mua gift vậy? He like you more. Yeah. Không có nữa chứ. Vì đồng nghiệp vô nít đã. Tôi bảo là bà đã thi rồi, còn thấy cho thi một môn thủ. Dễ á. Nóng đông trùng hà thảo. Cũng chân đen à, coi chưa? Đậu tâm thất. Trà ngọt lứt. Cây lá gai, viêm gan, sơ gan, men cao gan, mát gan, uống thay hàng ngày. Củ tâm thất. Mắt khén, trà ký tử. Trà ký tử. Trà sandwich.
của quán bạ Hà Giang. Bỏ vô trà uống. Vâng, bỏ vô trà nước hoa tam thất uống cùng. Và nó sẽ hạn cái gì đặc. Ờ, đúng rồi. Không có rồi. Hello. Hi. Hi. Nấm ngọc cào nè, giữa rừng này. Ồ, nấm ngọc cào tươi nè. Để bán làm sao vậy không? Hả? Bán làm sao vậy? 30. 30 ngàn một ký. 30 ngàn ký? Vâng. Để được bao lâu? Hôm qua vừa lấy về. Mà để được bao lâu? Hả? Để được cả tuần nữa, không được. Một tuần nữa không. Mình mang lên một tuần nữa không không hỏng được, nhưng mà mình ngâm thì nó vẫn cứ cả năm rồi. Như mình ra lấy mẹ. Ví dụ mua về 2-3 tuần để được không? Được. 2-3 tuần không được mà. Dạ, nó điên vòng con. Phải có khô đồ. Nấm lục cẩu. Cái này là gì đi? Bát kích ạ. Ồ, bát kích. Bát kích tín xuống. Cái này bán 10 ngàn. 100 ngàn một cân. Cái này là cái này chưa bóc, cái này bóc lõi rồi. Ồ, cái này còn là còn chưa có lõi hả? Cái này em tách thì bỏ cái lõi đi lấy cái vỏ. Đó. Mua cái bóc lõi kia đi. Nó đi một vòng. Cái gì? Ồ, gặp cậu cô hả? Đập chứa nhiêu lọ đây? 20.000 một lọ đấy. Nhưng có loại ướt 30.000. Loại đấy loại khô 20.000. Lấy cái lọ này. Lấy một lọ đấy ạ. Lấy thêm trâu bò khô ba chỉ được. Châu khô bán làm sao? 350 một miếng. Lâu một bịch tới nhiêu tiền? Một bịch là 350-700 một cân. Bao nhiêu cân? 700.000 một cân. Ờ, 700.000. Đây có thịt lợn khô, lạp sườn ba chỉ. Anh ăn thử thịt châu không? Không, đi vòng á, đi coi kia có gì.
hướng ăn tối trên đường về Sapa. Về đây. Like a sao nha. Kêu đỏ trứng chiên á, ăn cái này hoài điếc rồi. This is round 3 guys. The same food. Thôi. Did you poop? Did y'all hear each other? No, they're both sides. They're all the same. Oh. Not bad. It's a lot better than the gas. Gas. Come. Cơm. Thành là phật. Thèm.